Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6 năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với hơn 2.000 điểm cầu trên cả nước. Tại hội nghị lần này, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố cũng đã kết nối trực tuyến để đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối được nghe thông tin thời sự nổi bật trong tháng. Hội nghị đã nghe lãnh đạo Bộ Công an thông tin nhanh về vụ gây mất an ninh trật tự tại tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin chuyên đề phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hiện đại và nông thôn văn minh. Lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin chuyên đề xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Hội nghị nhằm kịp thời tuyên truyền triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, các ủy các tổ chức đảng, lực lượng báo cáo viên Đảng ủy khối, qua đó nâng cao nhận thức, tăng cường kỹ năng nghiệp vụ nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền theo nhiệm vụ được phân công.